Quý Nguyễn Hân Hạnh xin chào tất cả các anh chị em, các bạn tín đồ trong làng audio. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio Hân Hạnh giới thiệu đến các bạn một cặp loa khủng sản xuất năm 1996, đó là cặp loa Infinity cấp 390, một cặp loa được các giới audio các bạn yêu nhạc săn tìm. Cặp loa được sản xuất tại Madin Đan Mạch, thương hiệu USA. Các bạn sẽ biết kỹ về thông số này, Quý Nguyễn sẽ cho những thông số rất chính xác đúng trong cuốn catalog. Và cặp loa này vẫn còn cuốn catalog cấp 3 Infinity các bạn ạ. Đấy, những cuốn catalog của cặp loa này vẫn còn. Thế thì cặp loa này có chiều cao là 1m25 và chiều rộng là 40cm, chiều sâu là 39cm. Công suất cặp loa này nằm 300W. Cặp loa được chế tác là 4 đường tiễn gồm 2 bắc 20, 1 trung 12 và 1 chép titan. Một điều các bạn lưu ý khi sở hữu những cặp loa chép titan này thì các bạn hãy nên nhớ rằng chép phải còn nguyên zin thì tiếng chép ra mới tí tách, mới thánh thoát, mới hay được đúng nguyên bản của nó. Nếu các bạn không kiểm tra kỹ hay gặp những hàng ấy thì các bạn sẽ gặp những cái chép nó thay thế hay là có vấn đề khác. Cặp loa chúng tôi đang giới thiệu với các bạn là cặp loa được chế tác bằng thùng gỗ lạc gỗ sồi của Mỹ, cực kỳ đẹp, có thể nói rằng không có một vết chảy xước, chưa qua người sử dụng nào ở Việt Nam và kể cả nước ngoài. Cặp loa còn nguyên catalog. Trung là 12 phân và 2 bát thật các bạn ạ. Bát viền cao su và màng carbon, màng còn bóng soi mặt được, màng rất bóng, màng cực kỳ bóng. Đây bát dưới và cặp loa được chế tác theo hình lăng trụ rất đẹp. Các bạn có thể xem một cái loa bên trái màn hình của các bạn. Tôi ghi thông số thế này rất rõ: chiều sâu 39cm, chiều rộng 40 và chiều cao như chúng tôi đã nói khi nãy là 1m25. Cặp loa có thể nói rằng cặp loa đẹp từ A đến Z. Chúng tôi quay rất kỹ, rất chi tiết. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông số này trên cuốn catalog mà cặp loa này đang còn, chỉ thiếu một cái thùng xốp thôi. Cặp loa xài hai cầu pin quay và đây là thông số cái tem của loa Infinity cấp 390. Cặp loa được sản xuất tại Đan Mạch các bạn nha, Đan Mạch. Và ở đây là số cherry nhưng mà người ta đóng lại cái tem này là tem nhôm, các bạn có thể thấy rõ không ạ, tem hộp kim nhôm, hộp kim nhôm người ta đóng số cherry lại. Cặp loa cực kỳ đẹp. Và như vậy thì chúng tôi đang dùng cặp loa này đánh với một cái âm ly cũng là tương đối là thuộc dòng mà quý vị sáng tìm, đó là âm ly Bioner 9000. Đây, các bạn thấy XX9000. Và Bioner này có công suất là 310W, 4 nguồn điện. Và khi chạy Bioner này
các bạn có thể nhìn thấy tôi quay rất kỹ. Chúng tôi con ông ly này có thể nói là không chỗ chê, quá đẹp, đẹp đến từng chi tiết, đẹp đến từng chi tiết bảy màu. Các bạn có thấy đẹp không ạ? Quá đẹp, mình gọi từng chi tiết. Phía sau của con Amley Pioneer XX9000, con này nó chạy trạm loa 3 trạm ABC và dòng điện là 4 dòng điện. Chúng ta có chuyển dòng điện ở trong này, trạm 10, 220, 240, và con này là gọi là server, thì nó có những cái dây bắt đằng tìm cực kỳ đẹp. Và để các bạn rõ được hơn, thẩm âm được nó, thì chúng tôi xin mời các bạn nghe một nhạc bản để thẩm âm chất âm của cái con Amley Pioneer này và cặp loa mà chúng tôi đang sở hữu để giới thiệu cho các bạn. Cặp loa rất đẹp, không chỗ chê. Và để đi vào thực tế hơn thì khi các bạn sở hữu cặp loa này để vừa là nghe nhạc vừa trang trí trong một căn phòng của mình rất sang trọng, cực kỳ quý phái và đẳng cấp. Và xin mời các bạn nghe nhạc bản. Bạn có thể thấy đây là những cái bộ chân zin của nó, bộ chân zin gồm 6 chân, mỗi loa 3 chân. Chân zin này nó có luôn trong catalog, và đây là những chiếc lưới của nó, lưới cực kỳ đẹp, các bạn nhìn thấy. Chiếc lưới hay còn gọi là căng. Bộ chân zin mà chúng tôi mới giới thiệu với các bạn thì nó là ở trong cuốn catalog cũng rất rõ ở đây các bạn ạ. Đây, các bạn có thể nhìn thấy rất rõ. Để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay ở dòng thương mến bao la, chuông chùa làng xa. Cặp ly này bật nắp ra, ở trong này có bách, chép, ba lăng này, ba lăng, đây là volume và các kênh trạm loa.
Ly này có chiều rộng là 54 phân các bạn nha. Và chiều cao rồi là 15 phân. Dùng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu ta là lại đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn và anh đó đang xây. Xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, con vòng tay mở dòng thương.